Bệnh tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai. Trên thực tế, tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này. Theo các chuyên gia y tế, bệnh lý tim mạch chủ yếu có liên quan đến các yếu tố nguy cơ bao gồm yếu tố gia đình, chủng tộc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, nhưng đặc biệt là các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống như lười vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh, thường xuyên bị căng thẳng, stress và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong. Thông thường mọi người vẫn nghĩ bệnh lý tim mạch chỉ gặp ở người lớn tuổi. Nhưng trên thực tế cho thấy, tần suất mắc bệnh tim mạch ở người trẻ và trung niên là cao hơn. Với những thay đổi tưởng chừng như rất đơn giản, như bỏ hút thuốc lá, giảm ăn mặn, hạn chế chất béo không lành mạnh, tránh sử dụng quá nhiều rượu bia và tập thể dục mỗi ngày có thể giúp chúng ta tránh được ít nhất 80% các ca tử vong sớm do bệnh tim mạch. Dinh dưỡng là chìa khóa cho một trái tim khỏe mạnh và sức khỏe tổng thể tốt. Chế độ ăn lành mạnh giúp kiểm soát huyết áp, làm sạch mạch máu và giúp trái tim khỏe mạnh hơn. Sau đây là một số loại trái cây tốt cho sức khỏe tim mạch bạn có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Trái cây có múi. Các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi không chỉ cung cấp lượng nước cho cơ thể mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và vitamin C. Cam có lợi đối với tim mạch là ở hàm lượng pectin cao, một chất xơ hòa tan giúp loại bỏ cholesterol một cách tự nhiên. Cam có một lượng kali đặc biệt, giúp loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể để huyết áp của bạn trở lại mức khỏe mạnh một cách tự nhiên. Điều tuyệt vời nhất là kali trong cam có tác dụng trung hòa các protein có thể gây sẹo cho sự phát triển của mô tim và dẫn đến suy tim. Quả kiwi. Kiwi là một loại quả tuyệt vời, có thể bổ sung cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào và giúp bảo vệ hệ thống tim mạch cũng như giảm sự xuất hiện của các cục máu đông dẫn đến đau tim và đột quỵ. Điều này là do kiwi có hàm lượng vitamin E, C và vitamin B cao. Kiwi cũng chứa magie, đồng và thậm chí cả kali. Tất cả những loại vi chất này đều hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch. Quả lê. Lê là loại trái thơm ngon bổ dưỡng, giàu chất xơ, chất dinh dưỡng, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhiều người cũng đã từng nghe câu nói, một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ. Nhưng một quả lê mỗi ngày cũng có khả năng làm được điều tương tự. Lê giúp giảm huyết áp và cholesterol cao, đồng thời cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim của cơ thể. Dâu tây. Dâu tây là loại trái cây chứa nhiều vitamin C, folate cũng như các chất dinh dưỡng và khoáng chất tốt cho tim mạch. Vì quả dâu tây có mật độ calo thấp nên chúng là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng hay giảm cân nào. Các nhà khoa học cũng phát hiện dâu tây vừa giúp mở rộng động mạch, vừa giảm sự tích tụ màng bám để tim khỏe hơn. Dưa hấu. Dưa hấu là món ăn tráng miệng tuyệt vời vì nó cung cấp nhiều nước và giúp bảo vệ da khỏi các tia UV có hại. Dưa hấu chứa nhiều vitamin A, C, vitamin B6, kali và magie. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có thể giúp giảm cả huyết áp và mức cholesterol. Chuối. Loại trái cây bắt mắt này chứa hàm lượng chất xơ, protein và kali rất cao. Mỗi quả chuối bạn ăn sẽ giúp các tế bào thần kinh hoạt động tốt hơn. Chuối là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo, giúp điều hòa nhịp tim, giảm huyết áp theo thời gian và hỗ trợ hệ thống tim mạch luôn ở trạng thái tốt. Thanh long. Loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, sắt, protein, chất chống oxy hóa, caroten và axit béo không bão hòa đa, loại chất béo thúc đẩy hoạt động lành mạnh của trái tim. Thanh long còn được biết là có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể do có nồng độ cao chất phytochemical hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim và các bộ phận khác của cơ thể.